Xin chào các em. Cô là cô giáo Trần Kiều Trang. Hôm nay cô lại được đồng hành cùng các em trong chương trình dạy tiếng Việt lớp 2. Chúng mình cùng chuẩn bị một số đồ dùng học tập cần thiết trước khi vào buổi học ngày hôm nay nhé. Vở ô ly, bút mực và vở nháp. Để khởi động cho tiết học ngày hôm nay, cô muốn dành tặng cho chúng mình một trò chơi rất thú vị. Trò chơi có tên Ai nhanh, ai đúng. Các em có sẵn sàng tham gia với cô không? Cách chơi như sau. Các em hãy cùng quan sát một bảng các từ ngữ sau đây. Chúng mình hãy đọc thật kỹ các từ ngữ có trong bảng. Sau đó, cùng tìm những từ ngữ chỉ đặc điểm nhé. Nào, hãy cùng thi xem ai nhanh ai đúng. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Em tìm được từ xanh, mềm, um tùm, tốt, tươi non, lớn là các từ em tìm được ạ. Thưa cô, còn các từ dẻo, chín mọng, ngon, bùi cũng là từ chỉ đặc điểm ạ. Còn từ nào chỉ đặc điểm nữa không? Các em hãy quan sát thật kỹ nào. Em còn tìm được các từ xung xuê, thơm tho, ngọt. Các em giỏi quá! Chúng mình đã rất nhanh chóng tìm ra chính xác các từ ngữ chỉ đặc điểm. Các bạn nhỏ đang theo dõi chương trình, các em có tìm được các từ ngữ giống như các bạn không? Cô khen tất cả các em đã hoàn thành rất tốt trò chơi khởi động này. Bây giờ, cô sẽ đọc lại một lần các từ ngữ chỉ đặc điểm có trong bảng này nhé. Xanh, mềm, sum xuê, tùm, thơm tho, tốt, tươi non, lớn, dẻo, chín mọng, ngon, ngọt, bùi. Các em thấy đấy, các từ ngữ vừa tìm được trong hoạt động khởi động vừa rồi đều nói về mùa màng. Vậy còn những từ ngữ nào khác cũng liên quan đến chủ đề này? Chúng mình sẽ cùng tìm hiểu trong những hoạt động tiếp theo của buổi học ngày hôm nay nhé! Ở hoạt động khởi động vừa rồi, chúng ta đã đến với một số từ ngữ nói về mùa màng. Ở hoạt động tiếp theo sau đây, cô sẽ mở rộng cho các em vốn từ về mùa màng thông qua một trò chơi. Cô có 3 xe tải, một xe chở cây rau, một xe chở các cây ăn quả và một xe chở các cây lương thực. Các em thấy có rất nhiều thùng giấy chở các loại cây. Chúng mình hãy phân loại các thùng giấy này vào đúng xe tải chở loại cây đó nhé. Các em đã biết cách làm chưa nào? Giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu xếp các thùng giấy lên xe tải chở cây rau nhé. Chứa rau muống, rau cải, bí, bước vào xe chở rau ạ. Cô khen các em, chúng mình đã xếp rất đúng các cây rau vào xe tải chở rau rồi đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với những cây ăn quả. Cô tin chắc rằng đây sẽ là những cây rất thân thuộc với các em đấy. Thưa cô,
Xe chở cây ăn quả sẽ có các thùng bưởi, xoài, chuối, hồng. Các em giỏi lắm, cô khen tất cả chúng ta. Vậy là những thùng đựng cây ăn quả đã được xếp lên xe tải rồi. Cuối cùng chúng ta sẽ cùng đến với những cây lương thực nhé. Thưa cô, xe các cây lương thực gồm các thùng lúa, ngô, sắn, kê. Cảm ơn các em. Vậy là chúng mình đã giúp cô xếp các thùng đựng các loại cây thích hợp vào các loại xe tải rồi. Trong hoạt động khởi động vừa rồi, các em đã được biết thêm nhiều từ ngữ chỉ các loại cây. Vậy các em có biết những từ ngữ nào chỉ sự phát triển của cây cối không? Thưa cô, các từ chỉ sự phát triển của cây cối là nảy mầm, lớn, trưởng thành, ra quả, kết trái. Thế còn những từ ngữ chỉ đặc điểm của cây, quả và hoa, có bạn nào biết không? Hãy đọc cho cô nghe nào. Tốt tươi, xanh mướt, chín mọng, vàng ươm, ngọt lịm, thơm lừng. Cảm ơn các em. Vậy là chúng mình đã biết được rất nhiều các từ ngữ chỉ đặc điểm cũng như sự phát triển của cây cối rồi đấy. Qua hoạt động vừa rồi, các em đã biết được thêm nhiều từ ngữ về mùa màng. Chúng ta sẽ vận dụng những từ ngữ này trong những hoạt động tiếp theo của buổi học ngày hôm nay nhé. Các em có thích hóa thân thành những người nông dân hái táo không? Chúng ta sẽ cùng với cô hái táo trong hoạt động tiếp theo nhé. Trên màn hình, các em có thể quan sát thấy cô có một cây táo sai chữ quả. Trên mỗi quả táo có gắn một từ ngữ. Các từ ngữ đó là sum xuê, hiền lành, cần cù, ngọt, thơm ngát, rực rỡ, xanh tốt, dũng cảm, thông minh, rộng rãi, chật hẹp, tốt bụng, thanh thang, vuông vức. Nhiệm vụ của chúng ta là cần hái táo và cho vào rổ táo thích hợp. Cô có 3 rổ táo như sau. Rổ thứ nhất chứa các từ ngữ chỉ đặc điểm của cây, quả. Rổ thứ hai chứa các từ ngữ chỉ đặc điểm của người. Và rổ thứ ba chứa các từ ngữ chỉ đặc điểm của đồ vật. Các em hãy đọc thật kỹ các từ ngữ, suy nghĩ thật cẩn thận trước khi phân loại các quả táo vào rổ nhé. Nào, chúng mình hãy cùng nhau hái táo thôi. Cô tin chắc là các em đều có đáp án của riêng mình rồi phải không nào? Giờ hãy đọc thật to câu trả lời của mình lên nhé. Các em tìm được những từ ngữ nào chỉ đặc điểm của cây, quả? Thưa cô, từ chỉ đặc điểm của cây, quả, rực rỡ, xanh tốt, sum xê, ngọt, thơm ngát. Em giỏi lắm, cô khen em. Vậy còn những từ ngữ nào chỉ đặc điểm của người nhỉ? Các em hãy cho cô biết câu trả lời của các em nào. Thưa cô, từ chỉ đặc điểm của người hiền lành, cần cù, dũng cảm, thông minh, tốt bụng ạ.
Các em có đồng ý với câu trả lời của bạn không? Đúng rồi đấy các em ạ. Vậy là những từ còn lại chính là những từ chỉ đặc điểm của đồ vật phải không nào? Bạn nào có thể nêu lại cho cô những từ ngữ chỉ đặc điểm của đồ vật mà em đã tìm được? Theo cô, từ chỉ đặc điểm của đồ vật: rộng rãi, chật hẹp, thanh thang, vuông vức. Cảm ơn các em. Cô khen tất cả chúng ta đã xếp đúng các từ ngữ vào nhóm thích hợp. Cô tin chắc rằng các em còn có thể tìm thêm được nhiều những từ ngữ khác chỉ đặc điểm của cây quả, người và đồ vật nữa đấy. Qua hoạt động khởi động và các bài tập vừa rồi, các em đã tìm thêm được rất nhiều các từ ngữ chỉ đặc điểm. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đặt các câu nêu đặc điểm có chứa những từ ngữ mà các em vừa tìm được ở bài tập trên nhé. Để thực hiện nhiệm vụ này, cô sẽ hiện lên bảng chứa các từ ngữ chỉ đặc điểm mà các em vừa tìm được. Chúng mình hãy suy nghĩ, lựa chọn từ ngữ mà chúng mình thích, sau đó đặt câu nêu đặc điểm với từ ngữ đó. Các em đã hiểu yêu cầu của hoạt động này chưa? Nào, chúng ta cùng bắt đầu suy nghĩ và làm bài nhé! Các em đã đặt xong câu của mình chưa? Hãy đọc to lên cho cô và các bạn cùng nghe nhé! Thưa cô, em đặt câu với từ cần cù ạ. Các cô bác nông dân rất cần cù, chịu khó. Thưa cô, em đặt câu với từ xanh tốt ạ. Sau cơn mưa, vườn rau nhà em trở nên xanh tốt. Em chọn từ rực rỡ, những cây hoa hồng nhà em đẹp rực rỡ. Còn em chọn từ thông minh ạ, em bé nhà em rất thông minh. Các bạn học sinh đang xem chương trình, các em có đặt được các câu giống như các bạn mình vừa đặt không? Giỏi lắm, cô khen tất cả các em. Chúng mình đã đặt được các câu nêu đặc điểm rất hay về người, về đồ vật. Và những câu đó đều có chứa các từ ngữ chỉ đặc điểm mà chúng mình đã tìm được ở bài tập trên. Ở nhà, các em hãy thực hành đặt câu nhiều hơn để rèn luyện kỹ năng dùng từ đặt câu các em nhé! Các em thân mến, trong bài đọc Mùa lúa chín, hình ảnh cánh đồng lúa hiện lên thật đẹp và sinh động phải không nào? Một lần nữa, cô mời các em hãy cùng ngắm nhìn lại vẻ đẹp của những cánh đồng lúa chín thông qua một số những bức tranh sau đây. Trong tranh, các em thấy con người và cảnh vật như thế nào? Bây giờ, dựa vào những bức tranh mà các em vừa quan sát, hãy đặt cho cô những câu nêu đặc điểm của người và vật trong tranh nhé! Để làm bài tập này, các em hãy lựa chọn một bức tranh mà mình thích nhất. Quan sát thật kỹ, sau đó hãy đặt một câu nêu đặc điểm của người và cảnh vật trong tranh. Chúng mình đã hiểu rõ yêu cầu của hoạt động này chưa nhỉ? Cô có một vài câu gợi ý, các em cùng theo dõi nhé! Những ngọn tre cao và cong vút thật là đẹp. Những chú trâu béo tròn như những quả sim chín. Bầu trời rất cao và xanh. Bây giờ tới lượt các em. Bạn nào đặt cho cô một câu với bức tranh đầu tiên nào? Thưa cô, em có câu. Các bạn học sinh rất chăm chỉ. Tiếp theo, mời các bạn hãy đặt cho cô những câu khác về hai bức tranh còn lại nhé. Nhìn vào bức ảnh này, em có câu. Đồng lúa vàng rực như một tấm thảm lớn. Con đường đi học của bạn học sinh đẹp như một bức tranh. Cô khen tất cả các em, chúng mình đã quan sát tranh rất tốt, biết đặt những câu nêu đặc điểm về người và cảnh vật trong tranh.
Hình ảnh của làng quê với những cánh đồng lúa chín hiện lên thật đẹp và sinh động phải không nào? Tất cả các câu mà các em vừa đặt đều là những câu nêu đặc điểm, vì trong câu đều có chứa các từ ngữ chỉ đặc điểm đấy. Ở nhà, các em hãy xem lại chương trình trên ứng dụng VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam cùng thực hành đặt thêm nhiều câu hay hơn nữa nhé! Các em thân mến, khi nói và viết tiếng Việt, có một số âm vần hoặc dấu thanh rất dễ gây nhầm lẫn. Ở hoạt động tiếp theo của buổi học ngày hôm nay, cô sẽ cùng các em làm một số bài tập để phân biệt vần ay, ây và dấu hỏi, dấu ngã nhé. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu bằng một bài tập rất thú vị. Các em hãy cùng lắng nghe nào. Em chọn vần ay hoặc ây phù hợp với chỗ trống. Bạn thỏ xám đang muốn tìm những củ cà rốt, nhưng trên đường đi, bạn phải vượt qua các chướng ngại vật là những tiếng có chứa vần ay hoặc ây. Tuy nhiên, để đến được với vườn cà rốt, bạn thỏ phải chọn con đường mà trên đó có chứa các tiếng chỉ chứa vần ay thôi. Vậy bạn thỏ sẽ phải đi đường nào các em nhỉ? Chúng mình hãy cùng giúp bạn tìm đường đến vườn cà rốt nhé! Trước tiên, để chọn được đúng đường đi cho thỏ, chúng ta cần phải hoàn thiện các từ ngữ bằng cách điền vần ay hoặc ây thích hợp vào chỗ trống. Nào, hãy cùng giúp cô hoàn thiện các từ ngữ này nhé! Nhảy nhót, em điền vần ay. Máy cày, em điền vần ay. Suối chảy, em điền vần ay. Dạy bảo, em điền vần ay. Máy bay, em điền vần ay. Ngủ dậy, em điền vần ay. Đòn bẩy, em điền vần ay. Đám mây, em điền vần ây. Tốt lắm! Cô tin chắc rằng các bạn nhỏ đang theo dõi chương trình cũng dễ dàng điền được các từ ngữ này phải không nào? Vậy các em đã tìm được đường đi cho bạn thỏ chưa? Hãy nhớ là đường đi của thỏ gồm các từ ngữ chứa tiếng có vần ây thôi nhé! Nào, hãy chỉ đường giúp thỏ nào! Nhảy nhót, máy cày, suối chảy, dạy bảo, máy bay. Cảm ơn các em. Cô tin là bạn thỏ xám chắc hẳn sẽ rất vui vì đã tìm được đường đến với khu vườn cà rốt rồi đấy. Còn bạn thỏ hồng nữa các em ạ. Bạn ấy cũng đang muốn tìm đường đến với khu vườn cà rốt. Các em hãy giúp bạn nhé! Em chọn dấu thanh, dấu hỏi hoặc dấu ngã phù hợp. Các em ạ, khác với thỏ xám thì bản đồ đường đi của thỏ hồng lại gồm các từ ngữ chứa tiếng có dấu hỏi và dấu ngã. Biết rằng đường đi đúng để thỏ hồng đến với khu vườn cà rốt là con đường chứa các tiếng chỉ toan dấu hỏi thôi. Vậy thỏ hồng sẽ phải đi theo con đường nào đây nhỉ? Chắc chắn rồi, việc đầu tiên mà chúng mình cần làm đó là các em sẽ điền đầy đủ tất cả các dấu vào các từ ngữ có trên bản đồ. Chúng ta cùng bắt đầu nhé! Thưa cô,
Người vợ em điền dấu hỏi. Tư tỉnh em điền dấu hỏi. Chim sẻ em điền dấu hỏi. Người gỗ em điền dấu ngã. Mát mẻ em điền dấu hỏi. Vẫy tay là dấu ngã. Cuối cùng, sạch sẽ là dấu ngã. Cảm ơn các em. Vậy giờ chúng mình đã tìm được đường đi cho bạn thỏ hồng chưa? Hãy nhớ là đường đi của thỏ hồng gồm các tiếng chứa toàn dấu hỏi thôi nhé. Hãy giúp thỏ hồng tìm đường đi nào. Quyển vợ, tươi tỉnh, chim sẻ, hát mẻ. Giỏi lắm! Vậy là thỏ hồng sẽ phải đi qua những nơi được đánh dấu bằng các từ ngữ, đó là quyển vở, tươi tỉnh, chim sẻ, phải không nào các em? Bạn thỏ hồng chắc hẳn là sẽ rất vui vì đã được các em giúp đỡ đấy. Cô tin chắc rằng cả hai bạn thỏ sẽ rất nhanh chóng tìm được đường đến với khu vườn cà rốt thôi. Qua bài học này, cô hy vọng rằng các em cũng sẽ đọc và viết đúng các từ ngữ chứa các tiếng có vần ay, ây và dấu hỏi dấu ngã các em nhé. Ở phần cuối của tiết học ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với một hoạt động quen thuộc, đó là hoạt động nghe viết. Các em hãy chuẩn bị sẵn sàng vở ô ly, bút mực và vở nháp trước mặt nhé. Lưu ý trong quá trình viết, cố gắng không làm dây mực ra vở. Các em có nhận ra hai khổ thơ vừa rồi nằm trong bài thơ nào mà chúng mình đã học không? Đúng rồi đấy các em ạ. Đây chính là hai khổ thơ trong bài thơ Mùa lúa chín mà các em đã học trong tiết học trước. Bây giờ các em sẽ nghe cô đọc lại đoạn thơ và cùng đọc thầm theo cô nhé. Mùa lúa chín, lúa biết đi, chuyện rầm rì, rung rinh sóng, làm xáo động cả rặng cây, làm lung lay hàng cột điện. Bông lúa quyện, trĩu bàn tay, như đựng đầy mưa gió nắng, như đeo nặng giọt mồ hôi của bao người nuôi lớn lúa. Các em thân mến, nhiệm vụ của chúng ta trong tiết học ngày hôm nay là các em sẽ nghe viết thật chính xác cho cô đoạn thơ vừa rồi. Trong đoạn thơ này có một số từ ngữ khó. Các em hãy quan sát thật kỹ màn hình và viết vào vở nháp một lần nhé. Rầm rì, rầm rì. Rung rinh, rung rinh. Xáo động, xáo động. Quyện, quyện. Chữ, chữ. Các em hãy chú ý lắng nghe cô hướng dẫn cách viết nhé. Về cách trình bày bài viết, tên bài và mỗi dòng thơ đều có 3 chữ. Các em viết chữ đầu tiên của tên bài và mỗi dòng lùi vào 4 ô vuông. Viết hết một khổ thơ, các em để cách ra một dòng rồi viết khổ thơ tiếp theo. Về chữ viết hoa, các em cần viết hoa chữ cái đầu của tên bài và tất cả các chữ cái đầu mỗi dòng thơ. Về cách nghe viết, khi cô giáo hoặc người thân đọc, các em cần nghe hết cả một dòng thơ, chủ động ghi nhớ, sau đó mới đặt bút viết. Khi viết hết mỗi dòng thơ, các em nhớ xuống dòng. Về tư thế ngồi viết, các em ngồi thẳng lưng, không tì ngực vào bàn, đầu hơi cúi, hai chân để song song thoải mái, một tay cầm bút, một tay tì nhẹ lên mép vở để giữ vở. Ở nhà, các em hãy viết lại hai khổ thơ mà cô vừa hướng dẫn nhé. Có thể nhờ người thân đọc để cho chúng mình viết. Trong bài học ngày hôm nay, nếu có chỗ nào chưa hiểu hoặc không theo kịp,
Các em có thể nhờ người thân mở lại chương trình trên ứng dụng VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam để xem lại, ghi nhớ nội dung và thực hiện các nhiệm vụ học tập nhé. Các em thân mến, vậy là trong buổi học ngày hôm nay, cô trò chúng ta đã cùng đến với rất nhiều hoạt động mở rộng vốn từ về mùa màng, luyện tập các từ ngữ chỉ đặc điểm và câu nêu đặc điểm. Ngoài ra, chúng mình còn được cô hướng dẫn luyện viết hai khổ thơ trong bài Mùa lúa chín, cùng với nhau tham gia những trò chơi thú vị để phân biệt vần IA và dấu hỏi dấu ngã nữa, phải không nào? Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Chúc các em chăm ngoan học tốt. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những buổi học sau. Thầy cô, bố mẹ và các em học sinh ơi, hãy like và subscribe kênh YouTube VTV7 để đón xem trọn bộ chương trình Dạy tiếng Việt lớp 2 nhé!